Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ vẽ cùng các bạn một bức tranh truyền thần về máu nước. Mình dùng những màu cơ bản thôi, gồm có màu trắng, màu vàng, màu đỏ, màu đen và một chút màu xanh. Thì thật ra là máu nước thì có rất là nhiều cách vẽ và cách làm. Còn mình thì mình sẽ vẽ theo kinh nghiệm của mình, mình học được và mình chia sẻ lại cho các bạn. Các bạn cùng thực hiện cùng mình nha. Mình vẽ theo cách là không bồi giấy trước và mình vẽ thêm nước thôi. Bức tranh này mình sẽ dùng tông chủ đạo là màu đỏ. Đây, mình thích màu đỏ. Đơn giản vậy thôi. Các bạn có thể chọn cho mình theo một tông. Đầu tiên các bạn có thể hòa một màu gọi là màu trung gian, màu mà không đậm quá và không nhạt quá. Sẽ là một lớp trung gian cố định được một mảng sáng tối. Chấm thêm nước nha. Đây là mình đã dựng hình trước rồi, còn mình sẽ làm những video để dựng hình sau. Trong khi dựng hình, mình có thể đánh dấu những mảng sáng tối để lát nữa mình lên màu nó nhanh hơn và làm nó dễ hơn. Mình dùng màu trung gian, mình sẽ tô hết. Mình tô hết một lượt phần đậm, phần cần đậm. Thực ra là màu nước này cũng khá là dễ vẽ ha. Mình sẽ cố gắng bám sát hình nhé. Sau khi vẽ xong mình sẽ so sánh với cả hình mẫu. Màu nước thì có rất là nhiều cách vẽ khác nhau, mỗi người có thể quen một cái phương pháp nào đó để vẽ. Còn mình thì mình sẽ vẽ theo cách là không bồi giấy, và mình muốn chuyển động sắc độ ngay trên giấy của mình. Mình sẽ pha thêm màu đậm hơn để nhấn lại. Thật ra các bạn có thể chọn được nhiều tông khác nhau ấy. Có thể bạn dùng tông xanh, tông galaxy, có rất là nhiều tông khác nhau có thể lựa chọn. Mình thích màu đỏ nên là mình sẽ chọn lựa tông màu đỏ. Màu đỏ sẽ là màu chủ đạo nhất của mình.
Mình vẽ không dùng keo chặn nhá. Thật ra là khi vẽ màu nước, các bạn chỉ cần cố gắng để làm sao mà cái màu của mình nó không kịp khô trước không. Nếu khô thì nó sẽ bị trên màu ấy. Mình sẽ rất khó xử lý. Nếu nó chưa khô chi tiết đấy thì mình có thể chuyển sang chi tiết khác để mình vẽ cùng với màu đấy. Mình chỉ cần tô theo đúng khối của gương mặt mình thôi. Phần nào lõm xuống thì mình sẽ cho màu đậm hơn, còn phần nào lồi lên hơn cho lồi lên thì mình sẽ để sáng và độ sáng nhất. Mỗi một điểm sẽ chỉ có một độ sáng nhất thôi. Nếu đậm màu quá mình có thể ngấm bớt đi, lau đi, rửa lại bút. Cho thêm một chút, có chút ánh xanh mà là phần đổ bóng. Mình sẽ dùng màu đỏ và màu xanh ra được một màu tím. Không cần phải đậm lắm đâu, màu nước mà nó sẽ mất đi độ trong của bài.